lễ tang của ca sĩ Trâm Anh ở Mỹ. Sáng ngày 4 tháng 6 giờ địa phương, lễ tang của ca sĩ Trâm Anh được tổ chức tại bang Oregon, Mỹ. Người thân, bạn bè và một số đồng nghiệp thân thiết có mặt, tưởng nhớ chia sẻ những kỷ niệm không quên với ca sĩ quá cố. Anh Thắng Trần, cậu ruột của ca sĩ cho biết, ước nguyện của ca sĩ Trâm Anh trước khi qua đời là người thân, bạn bè tới dự tang lễ vui vẻ, không đau buồn, không khóc. Cháu không muốn mọi người rơi nước mắt vì mình, nhưng chính nghị lực mạnh mẽ của ca sĩ Trâm Anh khiến mọi người đã xúc động. Bạn bè đã không kìm được nước mắt khi chia sẻ kỷ niệm nhớ về Trâm Anh trong tang lễ, anh Thắng nói. Từ California tới Oregon viếng đàn em, nhạc sĩ Lê Xuân Trường chia sẻ với Dinh, cô ấy ra đi thanh thản, miệng vẫn nở nụ cười. Trâm Anh đã chiến đấu với bệnh tật bằng sự can trường, tinh thần lạc quan đến phút cuối. Tác giả của ca khúc Lặng Thầm Một Tình Yêu kể, anh gặp Trâm Anh lần đầu trong cuộc thi hát ở Mỹ. Lúc đó nhạc sĩ ấn tượng với giọng hát mượt mà truyền cảm của Trâm Anh. Anh đã nhận dạy tiếng Việt và hướng dẫn cô hát. Sang Mỹ sống từ lúc 5 tuổi nên tiếng Việt của cô ấy không tốt. Trong suốt một năm tôi yêu cầu cô ấy học lại tiếng Việt, phát âm chuẩn. Sau đó tôi hướng dẫn cô ấy hát. Hai anh em ở xa nhau nên chủ yếu là làm việc qua mạng. Trâm Anh kiên trì thu âm một bài hát, có khi đến 20 lần cũng không nản. Miễn sao tôi đồng ý, anh nhớ lại. Sau thời gian ca hát, Trâm Anh nhận ra con đường nghệ thuật gian nan, thu nhập không đủ để cô trang trải cuộc sống. Vì vậy, Trâm Anh ít khi đi hát, tập trung cho công việc y tá trưởng ở một hãng hàng không Mỹ. Nhạc sĩ Lê Xuân Trường chia sẻ, tôi ủng hộ quyết định của Trâm Anh. Dù ít hoạt động nghệ thuật, nhưng Trâm Anh vẫn giữ liên lạc với tôi. Ngày 1 tháng 1, cô ấy gọi cho tôi chúc mừng năm mới, cũng là lúc báo tin bị ung thư. Tôi khuyên Trâm Anh tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ khác, nhưng tất cả đều đầu hàng vì khối u nằm ở vị trí mạch máu, không thể phẫu thuật. Lễ truy điệu và đưa tang Trâm Anh diễn ra vào trưa ngày 5 tháng 6 giờ địa phương. Angela Trâm Anh sinh năm 1985, cô theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 5 tuổi. Năm 26 tuổi, cô mới bắt đầu tham gia nghệ thuật. Một số ca khúc Trâm Anh thể hiện được khán giả hải ngoại đón nhận như Lẻ Loi Ngày Không Anh, Thiên Đường Tình Yêu Không Cần Nói. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.